gán cực khổ nghe pháp nè, thấy quý vị mình gán quá gán rồi, rồi gán để mà ăn chay nè, rồi gán để cúng lại nè, rồi gán để niệm Phật nè, quý vị mình thấy gán quá gán rồi. Tôi thấy qua này gán dữ lắm gán đó, mà giấc này mà cũng còn người gán đó chứ không phải chuyện chơi đâu. Đó là cái viên ngọc đỏ đó quý vị. Hỡi mình chấp nhận cái viên ngọc đỏ thì phải chấp nhận cái cực khổ để ra công. Hỡi xước trước gách lạnh thì sao ấm áp chứ gì, sung sướng nay mai lại khổ đau, công phu nhiều thì quả mới cao, lơ là quả làm sao ngộ đạo. Tu trong bụng chứ tu ngoài cửa đạo, đạo tại tâm chứ đạo tại mồm, biết đạo thời hương nước sớm hôm, đừng tu bạc đèn nhang mai tối. Tu chân chánh đừng tu giả dối, đường Phật tiên nên nói gót theo, nếu xả thân đừng có sợ nghèo, theo tâm Phật đừng theo ma quỷ. Còn thầy thì nói dặn bỉ phải trăm điều chua chát, thì thời đó lai muôn chuyện ngọt ngon. Nghĩ cuộc đời trang chứa nỗi hao mòn, thêm cảnh luống suốt xa niềm chết mát. Người này như thế, người kia cũng thế, có ai mà vui sướng được đâu. Người này cũng vậy, người kia cũng vậy, nghèo cũng vậy mà giàu cũng vậy, làm sao mà tránh khỏi việc lầm than đấy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa cô hai đại diện trên nhà trọ Quy Phương, kính thưa huynh Điền Chung trưởng đoàn, kính thưa quý ông bà cô bác cùng với toàn thể tất cả anh chị em có mặt kính mến, buổi chiều hôm nay vào ngày mùng 9 tức là cái đoàn hành hương tham quan của chúng ta đã đi tham quan vùng Thất Sơn Bãi Núi. Bữa nay nữa thì kể như là một đêm và hai ngày. Thì vừa qua tôi cùng với quý vị đã chinh phục ở bên cái ngọn núi Cô Tô. Chúng ta xem một cái phong cảnh hết sức là thiêng liêng và màu nhiệm mà tất cả các bậc bề trên đã gầy dựng. Giờ đây thì tôi với quý vị lại làm khách ở nơi cái nhà trọ Quy Phương này, và đồng thời chúng ta đang ngồi đây, tức là ngồi trên cái núi vàng, và tức là ngồi trên cái đống vàng đó quý vị. Tại vì Đức Phật tiên tri cái núi này là núi vàng, mà chúng ta ngồi đây là ngồi núi vàng chứ sao vậy? Ngồi núi vàng thì sau này chúng ta có thể hút vàng nha, nhưng phải đơn giản đâu nha. Vậy thì ngày mai này bắt đầu chúng ta mới đi tham quan viếng cảnh ở tại nơi này. Nhưng mà dù cho chúng ta có viếng cảnh bao nhiêu đi chăng nữa thì cái cảnh này nó cũng chỉ là tạm thôi, nó chưa có phải là cái sự thật quý vị. Nhưng sau này Đức Phật sẽ giới thiệu cho chúng ta có được một cái cảnh thật. Cảnh thật đó là một là cảnh đời thượng nguyên, hai là cảnh giới Tây Phương Cực Lạc của Phật A Di Đà. Đó, phải không? Thì thôi giờ nói cảnh đời thượng nguyên mình diễn tả một vài đoạn thử coi, để mình thấy cảnh thượng nguyên quý vị, đặng mình ham mới được. Người xưa diễn tả như thế này: màn bí mật non đài khi dán, kẻ lành tâm hãy đến mà xem. Ngọc muôn màu kết tụ lèm rèm, lầu dạng nóc dòm xem mỗi mắt. Hương vô tận bay xa nồng nặc, gót thần tiên nện gấp khắp gần xa. Nơi đâu mà chẳng có muôn hoa, muôn hoa có hằng hà xa số Phật. Rõ ràng cõi đời thượng nguyên được người xưa diễn tả như vậy, mà chính Đức Thầy chúng ta cũng đã từng xác nhận qua một cái đoạn văn, làm cho rồi phẳng tu mi, sau này sẽ thấy ly kỳ năm non, chừng bãi núi lầu son lộ vẻ, thì người già quá trẻ vẫn ôi. Rõ ràng hay là những ước mơ hồi quy thượng cổ, thì hết câu ái ố dèm pha, phương nam rạng ngọc chói lò, lưu ly hữu phách mấy tòa đài cung, dành cho kẻ lòng chung chánh trực, quân cùng thần náo nức vui tươi, liên hoa đua nở nụ cười, rước tôi lương đóng chào người chân tu. Thế gian thoát chốn ngục tù, trần gian hiệp mặt thì cụ quá long, mắt nhìn thấy thần thông biến hóa, Đức Di Đà hiện trả hào quang. Việt Nam là giống hồng bàng, không còn hung bạo lăn loàn như nay, dòm khắp chốn rồng bay bay chơi giỡn, dân hai lòng hết bận cùng điên, thiên cơ biến ảo diệu quyền, hiệp trung tam cõi giới miền trần gian. Thì quý vị sẽ thấy một cái cảnh đời thượng nguyên thật là tuyệt đẹp quý vị, mà con người sống trên dưới hơn 10.000 tuổi, mà thậm chí tất cả các nước đều qua bên đây và bái phục quý vị, bái phục và tôn trọng cái người của miền Nam nước Việt. Rõ ràng như vậy, ngoài cõi đời thượng nguyên ra, Đức Thầy còn giới thiệu cho chúng ta thấy được cảnh giới Phật A Di Đà, để cho mình ham mình về bên bển quý vị. Cảnh giới Phật A Di Đà như thế nào? Bây giờ người xưa diễn tả một đoạn nha.
Cảnh Tây Phương Cực Lạc là cảnh thanh tịnh, muôn thú im điềm, cây ngọc bảy lầu, thành châu bảy lớp, nước mani thiết pháp, chim xá lệ diễn kinh, trời tưới hoa thơm, đất ngời gương sáng, ngọc xây nền các vàng lót đáy ao, cung thấp chân bài dễ dàng tươi tốt, lò mắt bảo ngũ hương nghi ngút và chén bát được trong gieo. Rồi con người chúng ta đó có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, cũng giống như là Đức Phật A Di Đà là vậy, diễn tả để cho mình ham, ham để mình nhàm chán với cõi ta bà đau khổ này, đặng mình về bên kia mới được. Nếu không diễn tả làm sao mình ham được quý vị, phải không? Ham rồi bằng cách là tạo dựng ngay vùng thác sơn bãi núi là cái sự sau này đưa mình về bên kia, đó là cái lý quý vị, đó là cái lý, phải không? Đó. Thì thôi bây giờ tôi với quý vị mình tâm sự một vài cái đại ý quý vị, vài đại ý. Trước khi tâm sự tôi kể một câu chuyện như thế này nha. Nghe nói ngày xưa đó có hai cái anh sinh viên này hôm nọ trên một cái đoạn đường đi học, thì vào một cái mùa nước nổi đó, thì bỗng nhiên thì hai anh mới gặp một cái con rùa đang mắc kẹt. Hai anh mới lại tháo con rùa, thả con rùa ra. Thì thường thường ta nói gieo cái nhân gì thì hưởng cái quả nấy đó quý vị. Thì hai anh em đi học về, bỗng nhiên có một mâm cơm thịnh soạn trên cái bàn đó ăn. Mà ba lần như vậy đó, hai anh em thấy lạ kỳ. Tại sao ai mà vô đây mà nấu cơm cho mình ăn kỳ lạ vậy, mà cơm toàn là đồ ăn thịnh soạn không. Hôm nọ hai anh em mới giả giờ đi học, quay trở lại gình. Gình thì bỗng nhiên gặp một cái cô gái rất đẹp, bưng cái nồi cơm, bưng cái nồi đi vô cái lu gạo, xúc gạo để vo nấu. Hai anh em bước ra trận, hỏi cô là ai, từ đâu đến đây, mà tại sao lại nấu cơm cho hai anh em tôi ăn như thế này. Thì cô gái mới trả lời: thưa hai anh, hai anh còn nhớ cái hôm mà hai anh thả cái con rùa không? Cái hai anh học sinh nhớ. Cái bắt đầu cô gái mới nói: chính con rùa đó là tôi đó, tôi chính là công chúa Thị Tời, đi dạo cảnh chơi, nhưng không ngờ tôi bị mắc bẫy, nên nhờ hai anh cứu được, cho nên tôi mới được sống. Do đó cho nên tôi lên đây để đền ơn hai anh, đền ơn đáp tạ cho hai anh, cho nên nấu cơm cho hai anh ăn, để hai anh đi học. Thôi thì hai anh đã gặp được tôi rồi, thì thôi với hai anh không thể nào gặp mặt với nhau được, kẻ dương gian người âm cảnh không thể nào gặp gỡ với nhau. Thôi trước khi từ tạ hai anh, tôi tặng cho hai anh hai cái viên ngọc. Viên ngọc thứ nhất là viên ngọc đỏ, viên ngọc thứ hai là viên ngọc đen. Và tùy hai anh chọn nha, trong hai phải chọn một. Hỡi mà chọn cái viên ngọc đen đó thì sống sung sướng, nhưng mà sau này thi không có đậu. Muốn gì được nấy, nhưng mà sau này thi không có đậu. Nhưng mà chọn cái viên ngọc đỏ đó là phải chịu cực chịu khổ à, chấp nhận cái cực khổ sau này thi nó mới đậu. Đó là tùy hai anh chọn, trong hai phải chọn một. Thì cô gái đưa hai cái viên ngọc cho hai anh học sinh rồi thì cô gái ra đi. Thì hai anh mới chọn lựa quý vị. Ông anh á, thì ông chọn cái viên ngọc đỏ. Ông nói thôi mình chọn viên ngọc đỏ đi, đằng sau này mình thi đậu. Mình nhắm là nhắm cái tương lai, chứ không bao giờ nhắm cái hiện tại. Cái hiện tại bắt quá mình sống sung sướng thời gian rồi mình bỏ hả, chứ mình không có đem theo được. Mình phải nhắm về cái tương lai mới được. Cái tương lai mình phải thi đậu. Ông em ổng không chịu. Anh đi nghe công chúa Thị Tời nói như vậy, thôi trước mắt mình sung sướng cái đi. Sung sướng rồi đó là mình mới có cái thời gian mình rảnh rỗi mình học mới được. Chứ mà anh không sung sướng, anh cực khổ làm sao anh học được. Ông em ông đòi chọn cái viên ngọc đen quý vị. Cuối cùng ông anh ông cãi không được, cuối cùng để cho ông em ông chọn. Cuối cùng hai anh em chọn cái viên ngọc đen. Thì một thời gian sau đó, thưa với quý vị, thì bỗng nhiên đã đến cái thời cơ rồi. Hai anh em cuối cùng đó, do gì cái viên ngọc đen đó mà sống giàu sang phú quý. Giàu sang phú quý lên rồi thì Đức Thầy cho biết làm sao quý vị. Sao đây, mãi say xưa theo cuộc vui chơi đó, lo vui chơi bên ngoài không, không có lo học tập quý vị, tại sống sung sướng rồi, lo vui chơi không à. Do đó cho nên cuối cùng khi đến vào trường thi, hai anh em thi gớt. Thi gớt rồi mà còn cái viên ngọc đen bắt đầu nó bể luôn. Bể viên ngọc đen thì cuối cùng hai anh em đó nghèo vẫn là quần nghèo, mà cuối cùng không thi đậu được. Phải không? Cuối cùng ông anh ông mới đổ thừa. Hồi đó phải mình chọn cái viên ngọc đỏ được rồi. Bây giờ mình thi đậu rồi, em đòi chọn viên ngọc đen. Em thấy không, sống sung sướng nhưng bây giờ có gì đâu. Tay trắng vẫn là tay trắng, nhưng mà cái tương lai mình không có. Em thấy chưa, lúc này hối hận thì đã muộn màng rồi. Vậy thì cái viên ngọc đen đó là tượng trưng cho gì quý vị?
viên ngọc đen là tượng trưng cho cái phước hữu lậu thế gian. Dù cho chúng ta tạo cái phước hữu lậu thế gian, thì một ngày nào đó chúng ta hưởng hết cái phước thì cái phước này nó hết, chúng ta vẫn khổ lại như thường. Mình cũng là từ ở trên đi xuống nè, từ trên cõi trên đi xuống nè, cũng là tiên không chứ bộ. Con ta dòng giống tiên bang chứ đâu có giống ngổ ngang không sụn. Nhưng do gì chạy theo cái viên ngọc đen đó nên mình rớt xuống từng lớp cho tới ngày hôm nay quý vị. Cho nên con người mình bây giờ mới tàn tạ như thế này đây chứ. Tôi với quý vị mình mới tàn tạ nhung nhang như thế này để chứ đâu mà dễ gì. Nếu chạy theo viên ngọc đỏ thì đâu có tàn tạ nhung nhang dữ gì quý vị. Phải không? Mà viên ngọc... Vỗ vỗ đi. Không. Mà viên ngọc đỏ là tượng trưng cho cái gì? Viên ngọc đỏ đó là tượng trưng cho cái đạo quý vị. Cái đạo của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời cách nay hơn 2.500 năm nay. Cho tới ngày hôm nay không có ai nhắm đến cái viên ngọc đỏ hết trơn trời á. Nhưng mà cho tới ngày hôm nay Đức Thầy mới ban cho chúng ta cái viên ngọc đỏ đó là cái chân lý. Hỡi mình chấp nhận cái viên ngọc đỏ thì mình phải chấp nhận cái cực cái khổ quý vị. Cực khổ là gì? Cực khổ để mình ngồi mình nghe đạo là một nè. Vậy chứ hỏi chứ ngồi gì đâu mà nó nhức sống chết á. Mà gắng gượng lên gượng xuống để mà nghe. Cố gắng cho nó hết chứ. Phải không? Không gắng sao được. Cho nên chấp nhận quý vị mình thấy chấp nhận cái cực khổ quá. Cực khổ để một là nghe đạo. Đặng mình tạo cái phước mới được. Nếu không nghe đạo làm sao tạo cái phước, tạo cái duyên phải không quý vị? Muốn sống an vui hạnh phúc thì phải tạo cái duyên. Tạo bằng cách là nghe pháp. Gắng cực khổ nghe pháp nè. Thấy quý vị mình gắng quá gắng rồi. Rồi gán để mà ăn chay nè, rồi gán để cúng lại nè, rồi gán để niệm Phật nè. Quý vị mình thấy gán quá gán rồi. Tôi thấy qua này gán dữ lắm gán đó. Mà giấc này mà cũng còn người gán đó chứ không phải chuyện chơi đâu. Đó là cái viên ngọc đỏ đó quý vị. Hỡi mình chấp nhận cái viên ngọc đỏ thì phải chấp nhận cái cực khổ để ra công. Hỡi sức trước gách lạnh thì sao ấm áp chứ gì. Sung sướng nay mai lại khổ đau. Công phu nhiều thì quả mới cao. Lơ là quả làm sao ngộ đạo. Tu trong bụng chứ tu ngoài cửa đạo. Đạo tại tâm chứ đạo tại mồm. Biết đạo thời hương nước sớm hôm. Đừng tu bạc đèn nhang mai tối. Tu chân chánh đừng tu giả dối. Đường Phật tiên nên nói gót theo. Nếu xả thân đừng có sợ nghèo. Theo tâm Phật đừng theo ma quỷ. Còn thầy thì nói giận bỉ phải trăm điều chua chát. Thì thời đáo lai muôn chuyện ngọt ngon. Nghĩ cuộc đời trang chứa nỗi hao mòn. Thêm cảnh luống suốt xa niềm chết mát. Người này như thế người kia cũng thế. Có ai mà vui sướng được đâu. Người này cũng vậy, người kia cũng vậy, nghèo cũng vậy mà giàu cũng vậy. Làm sao mà tránh khỏi việc lầm than đấy? Làm sao tránh được đấy? Sống tranh đùa là tranh đấu theo cái viên ngọc đen đó quý vị. Mà khi chết thì sao? Khi chết cũng xương tàn. Trong thân thể con người chúng ta cái bộ xương là cứng chắc nhất. Nhưng mà nó còn tàn thì tất cả những cái mềm mại kia đâu còn được. Cho nên mượn đốt huệ đánh tan mùi tục huệ lý, tức là giáo pháp quý vị, là giáo lý. Thầy trao tặng cho chúng ta là viên ngọc đỏ đó. Mình gán cực khổ mới được nha. Đứa con mình mà mình cho nó đi học mà nó sung sướng quá, nó thành công không quý vị? Nó sung sướng thì nó không bao giờ thành công được. Nó không bao giờ thành bác sĩ, nó không bao giờ thành kỹ sư được. Nó không bao giờ thành thầy giáo, cô giáo được. Mà nó phải cố gắng, nó là tận tụy trong đó, nó học hỏi. Rồi từng câu, từng chữ, từng ý, từng bài toán đố này kia nọ đó. Thì bây giờ cuối cùng nó mới thành công. Thì cái gì nó cũng phải có cái cực khổ ở giai đoạn đầu hết chứ. Không có cực khổ giai đoạn đầu làm sao đi đến chỗ thành công được. Phải không? Cho nên mấy em tu sĩ nè, cực khổ dữ tợn lắm. Cho nên ban ngày nghiên cứu, ban đêm hành đạo. Ta ngồi ta la nghe nói đâu 2 tiếng đồng hồ chứ. Mà cái buổi sáng ngồi, buổi trưa ngồi, buổi chiều ngồi. Tôi nghe nói sao cực khổ hết sức luôn rồi. Tôi nói tôi gán, tôi bò theo mấy em tu sĩ rồi mới được chứ. Tôi mà không bò theo được nữa, tôi đi sau đuôi hoài, tôi chết luôn à. Mỗi lần tôi điện ông Điện Trung điện tôi, ông nói giờ vô thắt rồi anh ơi. Vô thắt rồi, buổi sáng niệm tiếng ngữ, buổi trưa niệm tiếng ngữ, buổi chiều niệm tiếng ngữ, rồi buông ra đó là còn phải học kinh học sách này kia nọ, cực khổ hết sức luôn vậy đó. Gán vậy đó quý vị. Cho nên tôi cũng cố gắng nữa, cố gắng tôi mò theo đồ mới được chứ. Người đi trước người đi sau phải không? Cố gắng tôi đi sau mới được chứ. Đó cả tiếng kêu cùng khắp chư tăng, giới tín nữ thiện nam Phật giáo, nên cố gắng trao thân dình đạo, hiệp cùng nhau để truyền bá kinh lành, làm cho đời hiểu rõ thân danh công đức Phật từ bi vô lượng. Mấy công giảng viên này, mấy em tu sĩ mà này bước lên đây là tại vì cái bổn phận quý vị. Cái bổn phận đó, cái bổn phận là gì? Cái bổn phận này là vượt qua 5 giai đoạn nha. 5 cái bổn phận đó. Nếu mà không phải vì bổn phận thì mấy ông tu sĩ không có lên đây đâu. Bảo đảm quý vị mình đó. Bổn phận thứ nhất, Đức Thầy cho biết nên bổn phận chúng ta phải noi theo chí đức của tiền nhân. Tiền nhân là người đi trước, phải không? Mình là người đi sau, mình nói theo. Mà tiền nhân mình thực hiện cái việc gì? Hầu làm cho trí tuệ minh mẫn, tức là học đạo. Đặng đi đến con đường giải thoát là tu huệ.
cái bổn phận của ông là cái bổn phận thứ nhất là gì đó. Rồi cái bổn phận thứ hai là dẫn dắt giùm kẻ sa cơ. Sa cơ người bên ngoài nhóc chân chọi mà vậy, mở mấy ông ngồi trong trại hoài coi được không? Mình là người tu, mình là người hành đạo, mình là người học hỏi, mình ngồi trong trại hoài mình coi được không? Ngồi trong trại hoài là lỗi với thầy. Lỗi với thầy đó. Sa cơ bên ngoài nhóc chân mà mình ngồi trong trại để làm gì nữa chứ? Dẫn dắt giùm kẻ sa cơ là cái thứ hai. Rồi nhất là phải tiếp tục khai thông nền đạo đức, đặng cái tinh thần bác ái của Đức Phật gieo gãi khắp nơi nơi trong bá tánh. Như thế mới chẳng phụ công trình vĩ đại của Đức Phật. Phải không? Cái bổn phận đối với Đức Phật. Và của tiền nhân. Tiền nhân đó. Và cái thứ hai, và không đắc tội với tiền nhân và không đắc tội với kẻ đời sau. Kẻ đời sau là cái đời chưa tu. Mình là cái người đi trước mà cái người sau là người chưa tu. Nhưng mà không lẽ mình cái người ta chưa tu nhóc chân mình ngồi trong trại mình coi được sao? Phải không? Đó là cái bổn phận cái gì. Nếu mà ngồi trong trại là đắc tội à. Thà như vậy thì thôi, đừng có học hỏi, đừng có hành đạo, đừng có nghiên cứu, làm hàng cư sĩ tại gia đi. Rồi vừa lo làm ăn vừa lo tu đi. Phải không? Rồi khỏi cần đi đâu chân trời á. Mà nếu chấp nhận tu học thì phải bước ra để truyền pháp cho cái đời sau người ta hiểu biết, đặng ta lo tu đặng sau này khỏi đắc tội. Nhưng mà quý khách tham quan nghe cũng được mà không nghe cũng được, không có lỗi làm gì. Đức Phật không có hàn gắn đến chỗ này. Tại vì nghe hay không nghe là do nơi cái nhân duyên. Bởi mình nghe đó thì là có phước, không nghe thì không có phước, vậy thôi. Đức Phật đâu có ép buộc quý vị, do nơi cái nhân duyên vậy hà. Nhưng mà không có lỗi, phải không? Nhưng mà có một cái là mình bất lợi thôi. Bất lợi là tại vì mình không có nghe được pháp. Người ta nghe được pháp. Cái ngày này ngày nào mình đi mần đó thì ngày đó mình có tiền. Ngày nào mình không đi mần ngày đó mình không có tiền. Cái ngày nào mình ủng hộ pháp được ngày đó mình giờ đó mình có phước. Giờ nào mình không có ủng hộ pháp được thì giờ đó không có phước, vậy thôi chứ có gì đâu lạ. Cái phước nó đến con người đâu có phải là muôn điều muôn chuyện, chứ đâu phải là nói sức tiền ra mà có phước quý vị. Cái phước nó đến, một là cái phước đến bằng công sức, thứ hai cái phước nó đến bằng tiền bạc tiền của, thứ ba là cái phước nó đến bằng cái tâm lành, bằng cái tâm thiện. Chứ phải đơn giản đó bạn. Thì vỗ tay đi chỗ gì. Cái phước nó đến bằng công sức là gì? Mình nói ngay cái phước nó đến bằng công sức một cái coi nha. Quý vị nghĩ coi đó. Tôi kể câu chuyện kể câu chuyện công sức nha. Ông trưởng giả nọ có thằng trai. Hôm nọ nó quậy hoạn dữ tợn lắm. Ta là tiền bạc đương nhiêu nó xài hết trơn nhiêu. Hôm nọ ông mới lợi Đức Phật, ông mới than. Phật nói thôi giờ ông cho nó đi nghe pháp đi. Ông nói bây giờ nó không chịu đi nghe pháp. Ông nói không chơi chịu đi nghe pháp thôi, mướn đó. Mướn nó đi đi. Cái ông trưởng giả ông mướn quý vị. Thôi giờ bữa nay là con hết trơn tiền xài rồi. Thôi giờ bữa nay đến cái chỗ Phật nghe pháp đó. Đến đó đi, rồi cha sẽ cho một cây vàng xài. Cái nghe lời, quý vị nghe lời ông trưởng giả đi đến chỗ Phật nghe pháp. Nhưng ngặt con cái nghe đâu có nổi. Cố gắng ngồi gượng gạo mà dựa vào cái cây cột để nghe. Nghe thua nhập không có được. Cho mãn cái giờ Phật thuyết pháp rồi bắt đầu là đi về. Về cái ông trưởng giả ông hỏi sao? Bữa nay nghe có lấy được câu gì không mà đọc cho tôi nghe coi chứ, đặng tôi cho cái vàng chứ. Nói thưa cha ơi, con có nắm được câu gì đâu. Ta la nó buồn ngủ cũng chết luôn trơn trọi. Ngồi dựa vào cây cột cho đến giờ mãn cái giờ Phật thuyết pháp rồi bắt đầu con mới đi về. Thôi, trưởng giả nói được, miễn có đi nghe pháp là được, thôi ông cho cái vàng. Qua lần thứ hai, xài hết rồi về lại hỏi nữa. Ông nói thôi bây giờ chuyến này đi đến nghe Phật thuyết pháp nữa đi. Mà đặc biệt chuyến này cố gắng lóng tai nghe đặng lụm đựng câu nha. Lụm đựng câu về tôi cho hai cái vàng. Kìa đi quý vị, cố gắng lóng lỗ tai nghe Phật nói đặng chụp câu hả. Phật nói trăm ngàn câu mà chỉ có câu một mà chụp không được nữa thôi à. Cố gắng cái Phật nói chụp đựng câu quý vị đem về. Tại là khi mà Phật nói vô thường nhân ngã này kia nọ, tội phước này kia nọ đồ đấy ha. Mãi say xưa theo cuộc vui chơi nên kiếp kiếp đời đời lên xuống đó. Kê bắt đầu về ông giác ngộ được rồi, về mặt ngước lên trời không có gì. Về ông trưởng giả là sao bây giờ, là bữa nay chụp được câu gì á, đọc cho tôi nghe coi, tôi cho hai cái lượng vàng xài chứ. Là thôi cha ơi, con không cần cái vàng nào trên trời, đời khổ quá khổ rồi, con cha cuối cùng cũng chết, con cuối cùng cũng phải chết, phải không? Rồi mẹ cuối cùng cũng chết, ai cũng phải chết trên trời, có ai mà sống được đâu. Do đó cho nên thôi, con bây giờ con tu hả cha. Lúc này giác ngộ trở lại lỗ tu cái gì. Thấy nó quý báo không? Cho nên ông chứng diệm đó, khi mà ông chưa thấy được cái pháp đó thì ông chưa thấy giá trị. Khi ông thấy pháp rồi, ông thấy giá trị liền cái gì.
ai nghĩ coi từ làng Tỉnh Yên mà lỗi ra nhà thương Chợ Quán Sài Gòn để thăm Đức Thầy. Thăm Đức Thầy rồi cái thầy mới la ổng, mới sao mà đường xa xôi quá mà ông đi lội bộ ra đi chứ vậy. Ông mới thốt lên câu khiêm nhượng như thế này: ngàn dặm nghe ông có phép tiên, quý xin lời hỏi trước ưu phiền. Thanh manh đôi mắt dường không thấy, dầu có ơn dư cứu kẻ hiền. Kẻ hiền dầu đặng sáng như xưa, ơn ấy bằng non dạ có thừa. Lượng gọng xin ông đừng có chấp, ngàn vàng dám đổi một lời ừa. Tới nay dám đem ngàn ngàn lượng vàng mà đổi có một lời ừa hả quý vị? Phải không? Cho nên ra công ra sức ngồi niệm Phật mà cái phước nó quý báu, phải không? Cái phước nó có quý báu vô cùng quý vị. Bây giờ bà con mình ra công ra sức mà ngồi đây nghe pháp, ra công ra sức cúng lại, ra công ra sức ngồi đến niệm Phật, cái phước nó nhiều cỡ nào quý vị? Phước nó quý báu cỡ nào? Vậy thì cái phước nó đến với quý vị bình bằng cái mặt công sức. Cái thứ hai, cái phước nó đến bằng cái mặt tiền của. Mặt tiền của nó đến như thế nào quý vị? Thôi giờ Đức Thầy cho biết: đuôi cùi bố thí đồng xu, ấy là phước đức công phu để dành. Mình nghèo quá, tiền đâu bố thí nhiều được quý vị. Ta có 100 triệu ta bố thí được, ta có 10 triệu ta bố thí được. Mình không có tiền lấy gì bố thí. Mình nghèo quá, thầy thấy mình nghèo, thầy tạo điều kiện đang cho mình làm cái việc phước thiện để mình đi lên từ cái nghèo chuyển thành giàu. Thấy không? Đó. Thầy tạo điều kiện cho mình nó đuôi cùi bố thí đồng xu thôi, đôi 3 ngàn được rồi. Ấy là phước đức công phu để dành. Cái đồng tiền này mà xử lý đúng đó thì quý vị mình đưa ra đôi 3 ngàn thì cái giá trị quý vị mình vẫn cao, vẫn bằng như cái ông bố thí 100 triệu. Nhưng mà cái đồng tiền quý vị mình mà xử lý sai rồi, dù cho bố thí, dù cho quý vị mình chắc tiền bạc bằng cái mặt đất này lên tới cõi trời đau lợi đó, nó cũng không bao giờ có giá trị quý vị. Nhưng mà thật sự xã hội đời nay người ta sử dụng đồng tiền nó sai rất là nhiều quý vị, nó không trúng. Thôi giờ để tôi nói cái đồng tiền sử dụng sai cái bà con mình nghe nha, rồi mình hãy trở lại cái đồng tiền sử dụng đúng. Cái đồng tiền nó vẫn có giá trị như thường, giá trị như thường. Nhưng mà tại vì do nơi con người của mình sử dụng nó sai quý vị, đưa ra nó nhiều mặt, tôi đưa thành cái đồng tiền thành hai mặt thôi. Nhưng mà con người chúng ta thì có một, nhưng mà cớ sao lại ăn ở hai lòng? Chúng ta vẫn biết đồng tiền nó có hai mặt, bọt đời người kết chặt đến đâu, đồng tiền nhơ nhút sạch trong chúa cốt là chỉ ở tâm lòng mình thôi. Cuộc sống này vốn miếng mồi danh lợi, nên lòng người quề quệ tính toan, đôi khi nhiều lúc chẳng còn, đồng tiền quá lớn xói mòn nghĩa nhân. Người xưa nói đồng tiền nó đi liền với khúc ruột, nên lòng người về vệ tính toan, đôi khi nhiều lúc chẳng còn, đồng tiền quá lớn xói mòn nghĩa nhân. Người xưa nói đó, đồng tiền đi liền khúc ruột, nên lòng người ăn ở ra sao, thì đồng tiền từ thiện cúng dường, việc làm ý nghĩa để đời về sau. Đồng tiền cũng có cái hay, đồng tiền cũng có cái dở, nên lòng người xử trí ra sao, lòng người xử trí thế nào, thì tiền dùng đúng tiền hiền như Phật. Đồng tiền kết chặt được tình thâm, kết trong tình nghĩa gia đình, kết trong thân tộc sớm chồm có nhau. Còn tờ đồng tiền dùng sai thì tiền vô điều kiện, bạc xài lầm bạc ác hơn ma, Phật ma cũng tại người ta, chớ tiền bạc nó vốn là vô tri. Đồng tiền có tội tình chi, giống như tờ giấy đổi trao hàng ngày. Vậy mà vì đây mà mất tình đệ huynh, vì đây mà mất tình cha con, vì đây mà mất tình chồng vợ, vì đây mà xã hội đổ máu, văn minh lại chém giết lẫn nhau, vì đây mà các nước cấu xé lẫn nhau, cũng vì sử dụng sai cái đồng tiền quý vị. Mà chính Đức Thầy đã từng cho biết, giết đến đây động lòng rào rạt, gẫm nhiều người bội bạc thăm ân, nào kể chi là đạo quân thần, tôi giết chúa con đành sát phụ, lúc nguy cơ tớ mong hại chủ, trò giết thầy tội ấy đáng không, thêm chồng giết vợ, vợ giết chồng, niềm huynh đệ cùng nhau xấu xé, cũng hiếm lúc con còn giết mẹ, dành của tiền cúc nhục giết nhau. Rõ ràng không? Tranh lợi danh giết lẫn đồng bào, tình nhân loại phân chia em bách, cũng vì tiền. Sử dụng sai rồi nó gì đó quý vị, nó đâu có tình có nghĩa, phải không? Đồng tiền không quán không hồ, mà sao khéo điểm khéo tô, mặt người giàu sang nhiều kẻ tới nhà, có thể ghi giữa chợ ruột rà hống thâm, trong tay chẳng có một đồng, lời nói như rồng chúng chẳng thèm nghe, tai mang túi bạc kè kè, nói bậy nói bạ chúng nghe gầm gầm. Gõ gàng bọn thanh sĩ diễn tả dòng đời xuôi ngược đảo điên, đều do cái thứ bạc tiền mà ra, thứ tiền bạc người ta tạo nó rồi, người ta lại khổ vì tiền. Không tiền nó phải cũng điên, có tiền nó quấy cả thiên người ừ. Châu bò thì bị người xó mũi, người thì bị tiền bạc kể trên lưng. Châu bò chỉ khổ xác thân, người xác thịt tinh thần khổ luôn. Khổ đến chết chưa buông được nó, thánh với phàm lộn lại là đây. Bàn tay phải lặt lại bàn tay trái là địa ngục. Bàn tay trái lặt lại bàn tay phải là đi lên. Rõ ràng như vậy quý vị, chỉ có hai lặt qua lặt lại mà thôi. Đồng tiền xử lý sai
thì sa đọa. Đồng tiền mà xử lý đúng thì cái phước nó tăng lên, chứ không có gì lạ, phải không? Đó, thôi giờ mình trở lại cái đồng tiền xử lý đúng. Đức thầy cho biết điều thứ nhì, ta chẳng nên lên lười biếng phải cần kiệm súc sắng lo làm ăn. Thầy dạy hàng cư sĩ tại gia phải lo làm ăn. Thứ hai, già lo tu hiền chân chất, quý vị. Già lo tu hiền chân chất, phải không? Có tiền có bạc xử lý trong gia đình cho nó im ấm, cha con chồng vợ, rồi bây giờ mình mới xử lý cái việc bên ngoài được. Bây giờ mới bắt đầu là đuôi cùi bố thí đồng xu nè, ấy là phước đức công phu để dành nè. Đồng tiền xử lý chỗ này đúng nè, mặc dù đôi ba ngàn nhưng mà nó vẫn giá trị. Để kể một câu chuyện bà con mình nghe, để nói như vậy, không có chứng minh thì không có cụ thể, chứng minh mới thấy được cụ thể. Có một cái cô gái rất nghèo, hôm nọ mới đi làm mướn làm thê để sinh sống qua ngày thôi. Hôm nọ cổ mới buồn, cổ mới suy nghĩ cuộc đời của mình như thế này, biết chừng nào mà lên hương được. Rồi không lẽ mình chấp nhận cái cực khổ mà đi làm thê làm mướn hoài như thế này sao? Mình phải tạo một cái điều kiện nào đó để cho mình lên mới được chứ. Đâu thể nào mà mình phải tuyệt vọng như thế này hoài được. Cổ mới suy nghĩ thôi, bây giờ mình nhơn ra một chút ít đồng bạc đó, mua một cái bịch muối để vô cúng dường nhà sư, để tạo cái phước duyên từ từ mình có thể bước lên được. Từ cái giặc nhỏ mình mới tạo thành cái giặc lớn mới được. Ban đầu mà không tạo thành giặc, không tạo thành cái giặc nhỏ mà muốn đòi làm cái chuyện lớn không, mà tiền của đâu mà làm cái chuyện lớn được. Thôi tạo cái chuyện nhỏ trước, mua bịch muối cúng dường cho ông sư. Có khoảng chừng một năm trời, quý vị, năm trời thì bỗng nhiên cô gái đi mằng mướn về, bỗng nhiên đói quá đói đi, mới bắt đầu mới xỉu ngã trên cái vệ đường đó. Thì hôm nọ bắt đầu thấy chợ tử mới đi đang từng cha ngang gặp cô gái xỉu, bắt đầu mới săn sóc cô gái và cô gái tỉnh lại. Và đồng thời tự động khi cô gái tỉnh lại thì thái tử cảm mến cô gái, quý vị, tự động đem cái lòng thương cô gái đem cô gái về, và đồng thời tâu với vua, muôn tâu phụ vương, xin phụ vương hãy cưới cô gái này cho con làm vợ con thương cô gái này quá phụ vương ơi. Ông vua ông la không được, mình là trong một cái vọng tộc của đế vương, nhưng mà cô con cưới cô gái nghèo nàn áo vải này, ta thiên hạ ta cười mình chết. Mình phải kiếm thiên kim tiểu thư công chúa này kia nọ mình cưới chứ, đâu mà đi cưới cô gái nghèo nghèo nàn áo vải này đâu được. Lúc này thái tử quỳ xuống giơ buông tâu phụ vương. Phụ vương nghĩ coi bây giờ gia đình mình có thiếu thốn gì đâu phụ vương, từ đời con đời cha đời cháu tới đời chết ăn cũng không hết tài sản này nữa, bây giờ phụ vương kiếm công chúa thiên kim tiểu thư về đây làm gì bây giờ đi thứ tư, bây giờ đây phụ vương, thôi giờ phụ vương hãy cưới cô gái này cho con. Nhà ông vua ông nghe nói thái tử nói vậy cũng có lý, thôi về cưới cô gái nghèo này cho thái tử làm vợ thái tử. Sau khi ông vua băng hà thì lúc bây giờ đó là thái tử bước lên nói ngôi vua, thì cô gái kia bước lên làm chánh hậu. Làm chánh hậu thì cô gái mới nhớ lại cái ơn xưa mà nhờ cô gái cúng một cái bịch muối cho ông sư đó, nhờ vậy mà giờ đây cô gái đó được lên làm chánh hậu. Lúc bây giờ cô gái mới đem cái vàng bạc châu báu ngọc ngà đến chùa để cúng dường cho sư. Lúc này ông sư ông không có ăn cần tiếp đãi giống như xưa nữa quý vị, không có ăn cần tiếp đãi giống như xưa nữa. Cô gái mới thấy, hoàng hậu mới thấy lạ kỳ, mới đến mới hỏi sư: dạ thưa sư, tại sao ngày xưa đó tôi chính là một cô gái nghèo nàn áo vải, để mà đem cúng dường cho sư một bịch muối thôi mà sư ân cần tiếp nhận và tôn trọng cái bịch muối đó, nhưng mà tại sao hôm nay tôi đem châu báu ngọc ngà đến đây cúng dường cho sư mà tại sao sư lại không ân cần tiếp nhận giống như xưa? Lúc này ông sư ông mới lên tiếng muôn tâu hoàng hậu. Hoàng hậu nghĩ coi đó, sở dĩ ngày xưa đó hoàng hậu là một cô gái nghèo đi mằng thê mằng mướn, nhưng mà xức cái đồng tiền đó ra mua một bịch muối vô đây cúng dường, đó là bằng cái đồng tiền của hoàng hậu tạo ra, bằng mồ hôi công sức của hoàng hậu tạo ra. Vì vậy cho nên cái đồng tiền này nó rất là giá trị, bằng cả một tấm lòng của hoàng hậu. Hôm nay hoàng hậu đem châu báu ngọc ngà đến đây không phải là tiền của hoàng hậu nhưng mà của thị chúng. Bất quá hoàng hậu cúng dường đây đó là thị chúng hưởng chứ hoàng hậu không có hưởng, hoàng hậu có nhưng mà chút ít vậy thôi. Rõ ràng phải không quý vị? Vậy thì ở đây chứng tỏ rằng Phật dụng lòng, thế gian dụng tướng, Phật ngài dụng tâm. Tế giới ta chớ đem đồ cúng chỉ mang theo hai chữ thành lòng, chẳng có cần trà quả hương nồng, mong sanh chúng tỳ lòng hối ngộ. Ở xa xôi có lòng ái mộ, xem kệ này tu tỉnh tại nhà, ở ruộng đồng cũng niệm vậy mà, Phật chẳng chấp chẳng này thầy khách. Rõ ràng phải vậy không? Đó, vậy thì chỉ có bịch muối thôi mà bước lên làm chánh hậu. Còn hôm nay chúng ta ra công ra sức đem tiền đem bạc để bố thí cho người nghèo, đặt cái tình thương vào người đó thật sự, rồi quý vị nghĩ coi cái phước mình bao lớn.
Tại mình không thấy được cái vô vi. Quý vị mình thấy được cái vô vi thì quý vị sẽ thấy rõ. Sẽ thấy rõ quý vị mình sẽ có một cái phước lớn vô cùng. Ngoài phước lớn công sức cố gắng ngồi để nghe pháp, ngoài cái cố gắng để mà cúng lại, ngoài cố gắng để niệm Phật ra, quý vị mình nghĩ coi còn cái mà cho những người đuôi cùi bố thí này kia nọ đó, đôi ba đồng bạc vậy đó, quý vị mình có cái phước lớn cỡ nào quý vị? Rõ ràng phải không? Phật dụng lòng chứ không có dụng tướng. Từ xưa giờ có ai mà dụng tướng mà thành công không? Không có nghe chuyện nào mà nói dụng tướng thành công hết quý vị, mà chỉ có dụng lòng là thành công. Phải không? Rõ ràng như thế vậy đó. Vậy thì cái phương pháp thứ hai, tức là cái phước nó đến với chúng ta bằng cái mặt tiền của, bằng mặt tiền của quý vị, phải không? Bây giờ cái thứ ba, cái phước nó đến với chúng ta bằng cái tâm lành, bằng cái tâm thiện quý vị, bằng tâm lành, bằng tâm thiện. Bây giờ cái này đó là mình nói ngay cái người già, cái người 70-80 tuổi đó, hỏi chứ cái người 70-80 tuổi công sức đâu để mà ra công để mà đi ngồi để nghe pháp, công sức đâu để mà cúng lại, công sức đâu để mà ngồi để niệm Phật quý vị. 70-80 tuổi yếu rồi, thôi giờ chỉ còn cái tâm lành, cái tâm thiện mà thôi. Cái tâm hướng về tâm lành, tâm thiện đó là thành công đó quý vị, thành công đó. Cũng như có một cái ông già, có khoảng 70 tuổi, hôm nọ ông vô ông đăng ký học cái tiếng Nhật, thì cái cô thư ký đó, cô mới nói, thưa ông đăng ký cho ai học ạ? Ông học hay là con ông hay là cháu ông học? Ông là không, tôi đăng ký cho tôi học. Tại vì tôi có sư gia bên nước Nhật á, nên tôi học tiếng Nhật đặng mà tôi nói chuyện với sư gia của tôi. Cái cô thư ký cô là, thưa ông năm nay 70 tuổi rồi, mà 2 năm nữa là ông 72 tuổi rồi. Cái ông cười, ông là, thưa cô, học á thì 2 năm nữa tôi cũng là 72 tuổi. Mà tôi không học đó, có khi nào tôi sụt xuống còn 68 tuổi không cô? Cái cổ mới cười, bắt đầu cổ mới ghi tên cho ông học cái gì. Phải không? Vậy thì cái người già 80-90 tuổi có tu mãn kiếp hồng trần sanh lập quốc. Còn cái người già 70-80 tuổi không tu đâu có giả, đâu có mãn kiếp hồng trần sanh lập quốc được quý vị. Phải không? Vậy thì ở đây Đức Thầy chỉ cho cái người già chỉ trở lại với tâm lành, trở lại với tâm thiện. Phải không? Hướng về lành, hướng về thiện đi là thành công ha. Chứ không có gì lạ chứ á. Để nói này tôi chứng minh luôn nha quý vị. Chứng minh luôn. Tôi có cái ông chính, ông chính này đó, ông có khoảng 80-mấy tuổi gì đó. Hôm nọ ông khi mà ông thấy tôi đi làm đạo về đó, cái bắt đầu tự động ông ngồi trong nhà đó, cái ông rớt những giọt nước mắt, ông khóc cái gì. Tôi mới ghé vô tôi hỏi ông này, ông Chính ơi, mặn gì mà ông khóc dữ tận á? Ông là ông tuổi quá, hỏi tuổi là sao ạ? Cháu nghĩ coi đó, lúc trẻ đó không có tạo được cái phước điền gì chứ anh trời, bây giờ 80 tuổi rồi, công sức đâu mà đi được nữa. Nên tôi thấy mấy cháu đi như vậy, tôi đi không được nên tôi tuổi tôi khóc, tôi không có tạo được cái phước điền gì chứ anh trời. Tôi nói, tôi mới an ủi, tôi nói ông Chính ơi, con người chúng ta đó, khi mà mình chưa có đi đến cái giai đoạn sau cùng đó, mình đừng chưa có tuyệt vọng đâu ông Chính. Cái người chưa có đi đến cái giai đoạn sau cùng đó, ta vẫn làm nên sự nghiệp lớn, bao giờ sự nghiệp lớn thành công như thường. Như giả sử như một cái trận đá banh đó, cái trận đầu thua còn cái trận thứ hai, trận thứ hai thua còn cái trận thứ ba, mà cái trận thứ ba thua là trở về nước, mà thua 2 trận rồi còn cái trận thứ ba này phải làm sao cho nó thắng trận. Bây giờ ông đã trải qua 2 phần đường rồi, cái đoạn đường này là 80-mấy tuổi rồi, mà thầy cho biết là hãy gắng tu đặng mà chết, chớ đừng để chết đến mà chẳng có tu. Trong khi này là ông chưa chết, ông Chính, ông chưa chết, ông còn ở đây. Thôi giờ ông không có công sức để mà ông đi núi đi non được, ông không có công sức để đi làm lộ được, thôi bây giờ cái tâm ông hướng về lành, hướng về thiện được không Chính? Ông la cái gì với cái đó được à mày, cái đó được à. Thôi giờ cái tư tưởng ông hằng ngày, ông tư tưởng lành đi, ông tư tưởng thiện đi, rồi tới cái thời cúng đó ông cúng không được phải không, cái tư tưởng ông hướng đến thời cúng đi, rồi tư tưởng ông cứ việc ông niệm Phật đi, rồi tư tưởng ông cứ việc đó là ông hướng cảnh giới Phật A Di Đà hoài đi, thì tôi bảo đảm với ông đó là ông sẽ thành công đó, chứ không có gì lạ. Tại vì thầy nói hãy gắng tu đặng mà chết, chứ đừng có chết, đừng để chết đến mà chẳng có tu. Ông chưa chết, cái ông nói cái gì chứ cái này được à? Cái bắt đầu ông thực hiện quý vị, ông thực hiện thưa quý vị chỉ có 15 ngày thôi quý vị, 15 ngày thôi. Lúc đó đó tôi đang làm ruộng trên cái bờ chiêu á, tôi đang xịt thuốc cho nó. Qua hôm sau bắt đầu là ông Chính ông ngã bệnh, ông ngã bệnh rồi chuyển ông đi thuốc nốt quý vị. Đúng ngay chăng cái giờ đó đó, đúng cái giờ đó là cái lúc 9 giờ, cái lúc 9 giờ đó. Thì
Cái lúc đó khi mà ông nằm ngoài thuốc nốt ngoài lúc 9 giờ đó, ông mới kêu ông Bác Tư Dũng đó. Ông nói đó, mày cho thằng Thịnh Hay ra đây nói chuyện với tao tí xíu ơi. Bác Tư Dũng có điện tôi quý vị. Ông điện tôi mà tôi ở trên ruộng á, mà cái điện thoại tôi bỏ trong cái vỏ tàu á, tôi đâu có thấy. Tôi xịt thuốc xong xuôi rồi tôi dở cái điện thoại lên, tôi mới thấy 5-6 cuộc gọi bị nhỡ, tôi mới điện lại. Nên ông Chính mày bệnh rồi, ông nằm thuốc nốt, ông kêu tôi điện mày ra ngoài cho ông nói chuyện. Khi mà tôi nói rồi, như là ông Chính này đó, ông thành công rồi. Lúc này Phật độ ông chứ không còn gì hết trơn trọi á. Hỏi mà ông biết được như vậy là ông thành công rồi. Tôi còn tôi mới chạy xiết về quý vị. Tôi chưa kịp ăn cơm nữa thì tôi mới chạy ra ngoài thì ông mới nhắn nhủ ông nói cháu cố gắng ở lại đó và động viên đó cho mấy đứa con của ông đó, cố gắng lo tu nha. Ông chắc có lẽ là ông đi rồi chứ ông không còn ở đây nữa. Ông chỉ động viên khích lệ có nhiêu đó thôi quý vị. Động viên khích lệ tôi có nhiêu đó thôi, không còn nói gì thêm được nữa. Nói bây giờ ông niệm Phật được không Chính? Ông gật đầu quý vị, gật đầu ông nói niệm Phật được. Nhớ như vậy thì bây giờ đúng lúc đó là 1 giờ đồng hồ sau thì bắt đầu là ông Chính tắt thở. Vậy mình thấy rõ ràng không? Phải không? Rõ ràng quý vị, sống một ngày có đạo thác cũng hay. Sống lâu vô nghĩa như cây trên rừng, ngàn năm kiếp sống đã từng. Bây giờ trong 2 kiếp sống của bác mình muốn trong kiếp nào? Chỉ 1 kiếp Tây Phương hồi hướng thôi, thoát bi đồ dứt cuộc luân hồi. 1 kiếp một thôi chứ không, nó còn nói kiếp nào thêm nữa quý vị. Nếu nói 1 kiếp nữa coi chừng mình không có đường đi lên. Tại vì đường này là con đường bích đồng mình, 3 dòng mà nó lại 9 quân rồi. Thượng quân thượng, thượng quân trung, thượng quân hạ, hạ quân thượng, hạ quân trung, hạ quân hạ, trung quân thượng, trung quân trung, trung quân hạ chứ. Rồi tới hạ quân thượng, hạ quân trung, hạ quân hạ, bích đồng chặn ngang, lấy cái bức tường chặn ngang, không còn con đường để đi nữa. Phải vậy không? Không còn con đường để đi nữa. Coi chừng làm bùn làm đất, làm cây đá trơ trọi muôn đời giảng. Dạng tiếp thu là uổng cuộc đời mình với tận đó nha, chứ không phải đơn giản đâu nha. Nó di chuyển con người mình á. Xưa kia có người giàu tốt bậc, nhưng trong lòng sâu mọt nhỏ nhoi. Của mình một điếu không lòi, của người chút đỉnh cũng môi móc về. Bắt tôi tớ nặng nề công việc, nhưng lương tiền keo kiệt không cho. Tiền bao nhiêu cũng bỏ kho, ai nghèo mặc kệ không lo giúp giùm. Người giàu có lắm chung sao đó, liền đầu thai làm chó trong nhà. Thấy ai đến cũng sủa la, ngày đêm thường sợ người ta lấy đồ. Lúc nào cũng ăn dơ ở bằng, lúc nào cũng bị người đánh mắng không yên. Khi đau chẳng có thuốc men, đến chừng chết chẳng ai thèm cắt chung. Thế mà cũng chưa xong hết nghiệp, liền sanh lên chịu kiếp bằng cùng. Làm thân nô lệ tứ tung, cơm không no bụng, áo không mặc lành. Bị nghèo khổ hoành hành đời sống, sanh ra trộm cướp đáo điêu, làm cho nghiệp tội thêm bồi thêm lên. Vậy thì cái ông chữ giả này còn nhắc tên tuổi ổng nữa không quý vị? Ổng nó thất lạc mất tiêu luôn rồi còn gì đâu nữa, phải không? Cho nên rõ ràng quý vị, biển hồng trần lao lý dịu dơi, thiệt xô đẩy mãi trong dòng vũ trượt. Thân hôi tanh mũi gùi đón gước, thêm nhọt u ghẻ lát phong cùi. Đâu lúc nào toàn vẹn yên vui, là kiếp trượt ta xin kể trước. Hết giờ phải không? Hết giờ là quèo được rồi. Là chiếc giấy gì vậy? Thì ban cho tức chức cho biết là 10 phút nữa là hết giờ. Cái gì mình trình bày 10 phút nữa rồi mình nghỉ nha, phải không? Đó thì vừa qua đó thì chúng ta trình bày qua 3 mục rồi, phải không? Cái gì mục thứ nhất, cái phước nó đến với mình bằng cái mặt công sức. Thứ hai, cái phước nó đến với mình bằng cái mặt tiền của. Thứ ba, cái phước nó đến với mình bằng tâm lành, bằng cái tâm thiện. Bây giờ cái thứ tư, nó đến với mình bằng cái gì nữa quý vị? Bằng cái câu niệm Phật. Đức Thầy cho biết là cúng xong muốn niệm Phật cũng được. Nếu mà còn duyên thì chúng ta còn ở đây, hết duyên thì đưa chúng ta về bên kia. Nếu ai gánh việc thì đi, còn mắc nợ thì ở lại nhân gian, phải không? Hay là nhờ câu niệm Phật mà Thầy cho biết là cứu khổ nam mô vô lượng phước diệt ngàn tu lị hữu thiên kinh. Nương nhờ câu niệm Phật mà chúng ta vượt qua tai nạn. Tai nạn nặng chuyển thành tai nạn nhẹ, tai nạn nhẹ nó chuyển hết luôn quý vị. Để tôi kể quý vị mình nghe câu chuyện như thế này nữa rồi tôi kết thúc luôn nha. Trong vòng 10 phút quý vị, không để lố 10 phút. Có một lần nọ tôi đi làm đạo với ông đạo đạo vệ ở Kiên Giang á. Thì hôm nọ mới gặp cái ông chú này, cái khoảng gần 90 tuổi rồi, nhưng mà ông rất khỏe quý vị.
Trong khi mà ngồi bàn tròn tâm sự với ổng, ổng mới nói là mấy đệ nhớ cơn bão số 5 không? Tôi mới nói nhớ. Ông là chính tôi là người chứng kiến trong đó. Mà thầy cho biết là mang thủy ếch hồi năm Đinh Sửu, đến năm nay tái lại một lần. Khổ ếch này đẳng thức tỉnh trăng, gần thiên đỉnh là tuần đời sắp hạ. Thì khi anh nghe nói một cái cơn bão khẩn cấp, thì tôi đang đánh cá, tôi dự định tôi lùi con thuyền đi vô, thì gió nó đập tới, thuyền tôi ngã, tôi quay qua tôi ôm cái phao. Sóng đưa lên 8 thước, tôi nín thở. Sóng đưa xuống, tôi thở. Sóng ngăn lên 8 thước, tôi nín thở. Tôi nghĩ lúc này chỉ có trời Phật cứu mình thôi, chứ không còn ai cứu mình được. Lúc bây giờ ổng mới quay qua, ổng niệm là Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Tại vì trong nhà ổng thờ Quan Âm Bồ Tát. Khi mà ổng niệm trong vòng 3 câu như vậy đó, thì bỗng nhiên một cái cơn sóng đó đưa lên. Thì bây giờ cơn sóng lặn xuống, cơn sóng đưa lên thì có một cô gái 18 tuổi chụp ngang cái tay của ổng. Mà cô gái rất đẹp. Cô gái khi mà chụp cái tay của ổng rồi thì sóng gió lặng yên. Ổng kể vậy đó, sóng gió lặng yên. Cô gái mới hỏi ổng: "Này thương chú, trong nhà của ông đó còn cha, còn mẹ, còn anh, còn em gì không?" Ông là: "Nhà tôi còn bà mẹ già với bà vợ với hai đứa con." Cổ là: "Thôi được rồi, vậy đó thì bây giờ ông ôm cái phao này đó, đặng ông sống, đặng ông về nhà ông lo cho cha mẹ ông với vợ con ông. Ông đưa cái phao nhỏ cho tôi, đặng tôi có mình ơn hả, không chồng cũng không con, tôi chết cũng được." Lúc này ông đâu có nghĩ là Bồ Tát xuống cứu ông cái gì. Đại Thế Chí Quan Thế Âm đó là tay, là hầu bên cạnh phải và cạnh trái Đức Phật A Di Đà đó. Ông đâu có nghĩ đến cái vụ đó. Rồi bắt đầu đưa cái phao lớn cho ông rồi. Thì cô gái mới là ôm cái phao nhỏ, thì bắt đầu cơn sóng gió đưa lên, thì hai người chia tay. Chia tay rồi thì ông nổi phiều trên mặt nước đó. Sáng hôm sau bắt đầu là thiền cứu quả đó. Sóng gió lặng im mà thiền cứu quả, người ta mới ra. Ra người ta cứu quả. Người ta mới gặp ông nổi trên mặt nước trên phao đó đó. Bắt đầu là đưa ông lên thiền săn sóc, ông hơi ông tỉnh. Khi ông tỉnh lại rồi, cái ông nhớ lại cô gái hôm qua, ông mới quay lại ông tìm cô gái, thì ông đâu gặp cô gái cái gì. Lúc này ông mới rớt những giọt nước mắt, thì ra là nhờ cái câu Quan Âm Bồ Tát mà Bồ Tát xuống cứu độ ông. Rồi từ đó bắt đầu ông trở về, ông từ giả cái nghề đánh cá luôn, ông mới quay trở lại ông lo tu cái gì. Quay trở lại ông lo tu. Cho đến bây giờ đây thì ông đã chín mấy gần trăm tuổi rồi cái gì. Chín mấy gần trăm tuổi, rõ ràng phải không? Tại cái duyên của ông còn. Nếu cái duyên ông hết là lúc đó Phật ông đưa đi luôn đó. Nếu ai gánh việc thì đi, còn mắc nợ thì ở lại dân gian. Tại vì ông còn cái nợ mẹ già với hai đứa con, cho ông ở lại đặng ông tạo cái số vốn đặng ông lo tu. Rõ ràng phải không? Cứu khổ Nam Mô vô lượng phước diệt nàng tu địa hữu thiên kinh. Vậy thì có phải câu niệm Phật nó quý báu không quý vị? Nhưng mà mình không gán để ngồi niệm Phật thì nó rất là uổng phải không? Rất là uổng quý vị. Chứ không phải đơn giản đâu nha. Thưa quý vị thì thôi, trong chương trình hôm nay thì cũng đã tối rồi, quý vị cũng đã vừa 10 phút rồi phải không? Thế thì trong cái giai đoạn vừa qua thì tôi cũng gặp gỡ với quý vị mình trong cái vài cái tiết mục. Mặc dù là mình rất là ít, nhưng mà mình ở đây là gạo cội quý vị. Gạo cội không đó, phải không? Đức Thầy trao tặng cho chúng ta cái giáo pháp để chúng ta trao gửi cho nhau, để chúng ta cùng nhau tu học, để sau này chúng ta sánh bước bên nhau về bên cảnh giới của Phật A Di Đà. Mà Thầy cho biết là ước trăm họ nhà mình có cánh đồng mới về cực lạc một ngàn đàn. Người này đi trước, người kia đi sau, mình nối liền với nhau để mình đi quý vị. Sau này tôi về bển, tôi cũng phải gặp mặt quý vị mình nữa mới được chứ. Không gặp đâu có được, thiền lành chừng đó xung dày mà cô, phải không? Quân thần cộng lạc mấy ngày vui chơi, đến đó ta mới mừng cười. Lúc mình gặp nhau mình mới cười nha, không gặp nhau đâu cười. Đó, đến đó ta mới mừng cười, nhìn xem một đế giữa trời sử phân thiên hoàng, mở cửa các lăng địa hoàng cũng mở mấy từng một môn mười cửa, xem thấy gây hồn cho chằng qua thử có mà hay không. Nhưng hoàng cũng lấy lẽ công cũng đồng trần chỉ, kẻ lòng ác gian ấy là đến lúc xây sang, tam hoàng trở lại là đời thượng nguyên. Đó. Hay là thầy hẹn chúng ta về bên cảnh giới Tây Phương ở bển, mình gặp ở bển cái gì, gặp Phật gặp thầy ở bển cái gì. Chỗ tâm thần tọa dị nơi thân muốn, cho nên phía sớm chiên cần lòng chứ nguyện sở cầu Phật thánh. Đuốc thiền lâm phương đông chói ánh, dắt hồn người vượt khỏi sông mê. Dầu cho nay xa cách sở tề, sao thầy tớ gặp nhau Phật cảnh. Rõ ràng sau này mình gặp ở bển á, tôi về bển rồi tôi cũng phải gặp quý vị mình nữa. Tại vì mình có nhân duyên với nhau thì nó nói liền đi chứ nha, chứ không có gì lá chứ chỗ. Thôi thì trong chương trình tâm sự nãy giờ thì coi như cũng đã hết. Tôi với quý kính chúc quý vị thêm nhiều sức khỏe, và chúng ta có còn một cái tinh thần hăng hái, động lực mạnh để chúng ta đi trên con đường đạo cho đến cuối cuộc đời. Cho đến khi nào ngọn núi này không còn phía cạnh, đến khi nào thời gian ngừng trôi, đến khi nào dòng nước không còn chảy, đến khi nào chẳng biết rõ ngày đêm, chúng ta không thể nào buông trôi đạo đức được.
đến khi nào mặt trời không còn mọc, đến khi nào trái tim này ngừng đập. Chúng ta không thể nào buông trôi đạo đức được. Hình bóng của đạo, nụ cười của đạo là niềm hạnh phúc nhất trong cuộc đời của chúng ta. Chúng ta hãy cùng làm bạn với hồng trần này, sống tự do phóng khoái, biết rõ phồn hoa thế gian, ca hát đúng đối tượng, hát luôn, hát lên niềm vui trong lòng. Chúng ta hãy cùng làm bạn với hồng trần này, sống tự do phóng khoái, quất ngựa phi nhanh, sống hưởng trọn phồn hoa thế gian. Và chúng ta cũng phải gửi tặng cho nhau những gì tươi đẹp nhất, đó là trong dòng đạo pháp quý vị. Đó, thôi đi, xin hôm nay cũng xin được dứt lời. Giờ đây xin được trân trọng kính chào đi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật và Nam mô A Di Đà Phật.